cố gắng đã làm cái nhà thế này thì theo cái bản thiết kế thì như gia đình chú và các em và mọi người nhìn nhận đại loại là nó đẹp, nhìn chung mà nói là đẹp, là hài lòng. Gia đình rất là hài lòng về công ty đã thiết kế cái mẫu nhà cho chú, rồi cũng có về tinh thần trách nhiệm về giám sát chú quá trình thi công, đội thợ thi công ấy, ừ, mấy buổi giám sát nữa thì chú là rất là biết ơn đến anh em công ty. Vâng, xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Công đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và ngày hôm nay thì mình đã có mặt tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thăm lại công trình nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại của gia đình chú Lê Đức Hoàng tại đây. Và phía bên tay phải mình đây chính là chủ đầu tư công trình. Thì con xin phép được chào chú Hoàng. Cảm ơn cháu, chào anh em công ty. Vâng, hôm nay bọn cháu rất là may mắn khi được cô chú sắp xếp thời gian cũng như là công việc để giúp anh em cháu là thăm lại gia đình cũng như là thăm lại công trình bọn cháu mà công ty Kisato đã tư vấn thiết kế gia đình mình. Thì công trình thì cũng được biết là đã được đưa vào sử dụng là từ dịp Tết đến nay. Đúng rồi, trong Tết. Thì cũng mong muốn là được chú Hoàng chia sẻ một số cái cảm nhận sau khi mà đã sử dụng cái dịch vụ tư vấn thiết kế của Kisato. Thì đầu tiên thì chú Hoàng có thể chia sẻ một chút là cái lý do rồi cái câu chuyện để cô chú tâm huyết xây dựng công trình này không? Đây công này, chú đầu tiên là chú thay mặt gia đình xin cảm ơn anh em cháu, công ty, anh em tất cả anh em trong công ty, người thiết kế rồi đến cô Xuân hỗ trợ phong thủy rồi những ai đấy, nhiều chúng là trong cái ban trong tất cả anh em công ty trong công ty vì sao của mình thì đã thiết kế chú cái nhà vừa qua thì tuy là cũng không phải là to nhưng mà đối với chú ở nông thôn, tâm huyết của đây gọi là nông thôn thì chú cô chú rồi các em cố gắng đã làm cái nhà thế này thì theo cái bản thiết kế thì như gia đình chú và các em mà mọi người nhìn nhận đại loại là nó đẹp, nhìn chung mà nói là đẹp, là hài lòng. Gia đình rất là hài lòng về công ty đã thiết kế cái mẫu nhà cho chú, rồi cũng có về tinh thần trách nhiệm về giám sát chú quá trình thi công, đội thợ thi công ấy, mấy buổi giám sát nữa thì chú là rất là biết ơn đến anh em công ty. Không, đấy là thứ nhất là bọn cháu thiết kế, thứ hai là cái trách nhiệm của cái đơn vị thiết kế, vì bây giờ cũng rất nhiều đơn vị thiết kế nhưng mà đấy cũng là chú đã được trải nghiệm rồi thì bọn cháu cũng cố gắng là làm sao cho ngoài bộ hồ sơ thiết kế ra sau đó gia đình mà tự thi công gặp vướng mắc gì cũng cố gắng là giải quyết hoặc là sẽ về đây trực tiếp để mà hỗ trợ gia đình. Tại vì đây cũng là một cái sản phẩm đó, nên là sản phẩm là gia đình mình là đầu tư của bọn cháu là cũng phải có bản quyền về thiết kế, cũng muốn là sau này cũng phải quảng cáo đấy chứ, làm xong công trình này rồi còn mong muốn là có những cái công trình khác ở đây nữa thì có sao thì mình nói đấy đúng không? Và nó thực tế ở bên ngoài, thể hiện ở bên ngoài thế này thì đấy, tùy theo cái quá tiền của mình có ví dụ có nhiều tiền thì mình làm to, làm ví dụ khoảng 50 tỷ, mấy chục tỷ chẳng hạn, thì mình mức tiền mình có ít thì mình làm vừa phải. Thì với góc độ số tiền nhà chú với lại mẫu nhà thế này thì là vừa hợp với công năng sử dụng, chú thấy là đẹp. Kể cả mọi người hàng xóm đây qua người ta vào nhận xét này thì theo cái bản thiết kế của công ty là đa loại nó đẹp, như đến giờ này là chú hài lòng, có mấy gói tiền của mình bỏ ra mình làm nó được cái này là chú đã mừng rồi. Thì công trình là chú rất là hài lòng ưng ý rồi, nhưng mà chú có thể chia sẻ một chút là cái lý do gì để chú xây dựng cái công trình này không? Có lý do chứ. Ở đây chú nói với lại cháu thế này, với mọi người anh em, tất cả anh chị em công ty, tất cả mọi người đấy, thì quá trình trong năm qua đấy thì cái nhà chú nó, tức là khi bố mẹ chú ấy, tức là nhà chú các cụ để lại, thì vẫn đang còn sử dụng, có thể là gọi nó là làm được, nhưng mà bây giờ chú hai đứa em nó lớn rồi, đến tuổi thanh niên rồi có những cái nhu cầu là nó cũng ấy lớn hơn, này xây dựng lớn hơn, phải xây dựng gia đình ấy thì chú ấy thôi thì cộng ấy thì chú bảo thôi thì cô chú cứ tâm làm. Thế quá trình gia đình bàn bạc cứ tâm làm, thế thì em mới bảo là bây giờ thì phải nhờ công ty. Và nhờ, chính xác là phải nhờ công ty Kisato của cháu nữa. Đưa bạn thiết kế phải có mẫu vẽ, bạn vẽ thiết kế các thứ thì làm mình mới đảm bảo được công trình mà nó đẹp, vừa những đẹp và hình thức mẫu mã và chắc chắn về công trình. Chú bảo thế gia đình thống nhất là nhờ các cháu, nhờ anh em công ty thiết kế chú cái mẫu nhà thế này. Thì với mức tiền của cháu thì trong gói phạm vi như thế
thì trong nhà có cái tầm nó như chú nói chuyện cháu này đây, dạ. Loanh quanh con tầm thì 6 rồi đấy, có thể là hơn một tí hoặc là kém một tí, dạ. Ừ, con số chứ chắc. Còn tổng quá trình nó lại khác. Dạ. Ừ. Thì cũng chia sẻ mọi người thì gia đình thì có hai anh thôi bác nhỉ? Ừ, chú có hai anh, một anh lớn thì đang đi làm, hai đi làm cả, thằng em vừa học vừa làm. Bây giờ hai ông chồng nhá. Đấy, xây dựng công trình mới thì đôi khi là sẽ tiện hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái tương lai sau này. Ví dụ như có công có việc thì gia đình mình sinh hoạt cũng rất là tiện, hoặc khách khứa bạn bè ở đây thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với công trình cũ. Tất nhiên là vẫn sử dụng được bình thường, nhưng mà nhu cầu cuộc sống là nó nâng dần lên rồi, xã hội phát triển. Đó thì có may mắn chúng nói với cháu đấy, may mắn cái là bố mẹ để lại ít vốn nữa, cộng cả mình rồi là con cũng lớn rồi đi làm thì cộng là cố gắng xây dựng cái nhà thế này về bây giờ đến công năng sử dụng trong nhà thì các phòng biết nó thấy thế là phù hợp được. Dạ vâng. Ừ. Ok. Ừ. Thì ngoài ra thì như chú Hoàn vừa chia sẻ thì công trình này nếu mà tổng cái mức độ đầu tư của gia đình cho công trình nếu mà bóc tách cái phần nội thất này ra thì cũng rơi vào khoảng 1.6 tỷ. Được, thế là cũng cháu cũng thấy là dùng vật liệu vật tư cũng rất là tốt rồi, cũng rất là kỹ trong vẫn khâu hoàn thiện đó. Tôi thì cũng rất là hy vọng qua cái sản phẩm thực tế này để thấy được cái năng lực thiết kế và mọi người cũng sẽ có cái góc nhìn tốt hơn, tại vì cũng rất là nhiều nhà làm nhà cũng lăn tăn là có nên thuê thiết kế hay không. Bây giờ thuê thiết kế thì chắc chắn là lại mất một khoản. Tất nhiên là mình bỏ đồng tiền ra thì mình phải nhận lại được một cái là nó xứng đáng lại với mình, đúng không? Dạ, vâng. Từ cái mẫu mã cho đến cơ bản là cái quá trình của cái xây dựng của nhà, tức là cái vững chắc đấy. Dạ, vâng. Tức là yên tâm, mình yên tâm. Dạ, về, vâng. về kết cấu xây dựng của nhà. Dạ, dạ, công dạ. năng sử dụng của mình nó cảm thấy nó rất là phù hợp. Dạ. Từ đất đai, ví dụ diện tích đất của mình có từng ấy thôi, số tiền của mình có từng ấy thôi. Dạ. Thì buộc mình phải làm ra một tính toán đến giờ anh em, đúng không? Để tính toán hộ cho mình thay vào đó rồi, để cho nó đẹp, vừa sử dụng không bị lãng phí mà không bị bó hẹp quá. Rất là hợp lý rồi. Rất là hợp lý chỗ đấy. Thì cũng cảm ơn chú Hoàn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay anh em bọn cháu về thăm gia đình, thăm công trình thì cũng có món quà nhỏ của công ty, cũng là lời cảm ơn tri ân tới gia đình mình đã tin tưởng bọn cháu thiết kế ngôi nhà này rất là đẹp và tuyệt vời. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Rồi chú xin thay mặt gia đình xin cảm ơn các cháu rồi tất cả anh chị em trong công ty lại có quà cho gia đình chú để chú xin nhận. Thì một lần nữa thì cũng chúc sức khỏe của chú rồi các anh ở trong gia đình mình thật nhiều sức khỏe, anh chị em làm việc công tác thì luôn gặp nhiều may mắn. Rồi chú cảm ơn các cháu nhá. Dạ vâng. Thay mặt gia đình cảm ơn các cháu, chúc tất cả anh em toàn tập thể anh em công ty khỏe mạnh và ngày phát triển tốt hơn, làm được nhiều công trình vào. Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chắc bây giờ anh em và cháu xin phép cô chú là quay sơ bộ công trình lại một lượt để mọi người có thể tham khảo học tập từ công trình của gia đình nhà mình. Thế cái cháu ấy thì dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về tổng quan khuôn viên cũng như là công trình nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại của gia đình chú Hoàn tại nơi đây. Thì mọi người sẽ kết hợp với những hình ảnh bay flycam để có thể hình dung được khuôn đất cũng như là vị trí công trình cách mà Kisato đã tư vấn thiết kế cho gia đình nhà chú. Thì chia sẻ mọi người là công trình khuôn viên này có diện tích khoảng 400m² với chiều rộng của khuôn đất sẽ rơi vào 13,5m và tổng chiều sâu khuôn đất sẽ rơi vào khoảng 30m hơn một chút. Đó, tổng sẽ là khoảng 400. Công trình của chúng ta thì quy mô như mọi người đã thấy rồi đúng không ạ? Và cũng được đẩy lùi về khu vực phía sau, tối ưu khuôn đất để chúng ta có một cái khoảng sân vừa đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ có khoảng 10m, hơn 10m một chút từ cái khu vực ngoài đường lớn đây vào trong tới khu vực của công trình. Nếu mà trừ bớt đi khu vực sảnh này thì chúng ta sẽ còn khoảng 7-8m nữa. Thì khoảng sân ở phía trước thì rộng rãi, đặc biệt là khi mà có cỗ có bàn thì không gian ngoài này sẽ đáp ứng rất là đầy đủ nhu cầu của gia đình. Đó. Và khu vực bên trái kia chúng ta sẽ để lại giọt danh thôi, cũng như là chú để trồng thêm những cái loài cây mà chú yêu thích. Phía trước mặt tiền công trình đây cũng thế. Tổng thể khuôn viên phía trước thì cũng đã làm hệ hàng rào rất là thoáng và đẹp, cũng là phong cách hiện đại hệ cổng mái Nhật với cái hệ cửa sắt các CNC sơn tĩnh điện. Bên cạnh công trình nhà hàng xóm đây thì xây rất là cao để đảm bảo an ninh an toàn cho công trình đúng không ạ? Và riêng tư hơn cho công trình của gia đình mình, cũng để lại một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ nữa này, chú có thể trồng cây hoặc trồng rau sạch để gia đình có thể sử dụng. Và ngoài ra thì cũng có một cái khu vực lán, đây, nhà chú cũng có kinh doanh về đồ ăn sáng nên cũng có những cái khu vực để chuẩn bị cũng như là sản xuất.
và công trình phụ trợ ở phía sau ngôi nhà của gia đình. Và khu vực sân ở đây cũng được ốp lát rất là sạch sẽ, tổng thể một khuôn viên rất là đẹp. Và tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người một chút về kích thước của công trình này. Thì công trình được tư vấn thiết kế với kích thước chiều rộng đây sẽ rơi vào khoảng 8m. Và chiều sâu của công trình, tổng chiều sâu sẽ rơi vào khoảng 15m. Đó, thì diện tích một sàn công trình này sẽ, nếu mà tính cả sảnh nữa, thì sẽ rơi vào khoảng hơn 100m² một chút. Và chúng ta sẽ có quy mô là 2 tầng, thì bên trên thì sẽ nhỏ hơn một chút, đúng không ạ? Đó, thì công trình này khuôn đất thì cũng khá là rộng rãi và đáp ứng đầy đủ công năng cũng như là bố trí hình khối này được đẹp rồi. Và vị trí mình đang đứng đây chính là trước khu vực sảnh chính, thì cũng có thể thấy là sử dụng hệ bậc ngũ cấp để sao cho công trình chúng ta được cao ráo hơn và đẹp hơn, với cái chiều cao bậc ở đây cũng là trung bình để sao chúng ta đi lại cho thuận tiện. Và cũng được ốp lát toàn bộ bằng đá, hai bên thì cũng có để hai cái vị trí chậu cây. Đó, rất là đẹp đúng không ạ, trang trí thêm cho công trình của gia đình. Và bên trên tầng 2 chính là cái khu vực tạo ra rất nhiều điểm nhấn. Thứ nhất là cái hệ mái Nhật là đỡ khu, là cái hệ mái của khu vực sảnh chính đó. Và bên trên thì cũng có để lại những vị trí bồn cây từ cả cái khu vực ở bên trước cái khu vực phòng thờ ấy nữa. Rất là đẹp đúng không ạ, hệ cửa sổ. Rồi những cái vật liệu ốp lát ở chân tường bên dưới cửa sổ đây sử dụng là gạch thẻ với rất là sạch sẽ. Và cũng có xử lý một số cái vị trí để công trình của chúng ta thêm đẹp hơn, bề thế hơn. Có thêm những cái điểm nhấn, đó là cái hệ cột ở góc đây, mọi người thấy là chạy xuyên suốt lên tới hết cái phần bên trên ban công của tầng 2. Cột ô góc bên kia cũng thế, với cái tông màu trắng sứ rất là đẹp. Và ở giữa đây thì có cái phần chỉ và trung tâm thì sẽ có cái phần đèn hắt từ bên dưới lên bên trên. Thì công trình này nếu mà quay vào ban đêm thì sẽ rất là đẹp và tuyệt vời. Đó. Và bên trên tầng 2 chúng ta cũng có thêm một cái hệ ban công. Tại vì bên dưới chúng ta là công năng phòng thờ nên bắt buộc bên trên là chúng ta chỉ là ban công. Thì gia đình cũng đang trồng thêm cây xanh hoặc là kê thêm một bộ bàn ghế tròn nhỏ nhỏ trên đó. Thì gia đình có thể ngồi thư giãn những cái buổi tối cuối tuần hay là những khi mà các anh về chơi, về thăm gia đình đúng không ạ? Bên trên là cái hệ lam bê tông kết hợp với mái kính tre rất là gọn gàng rồi. Mái thì sẽ có một cái hệ đèn downlight chạy xung quanh để thắp sáng thêm cho công trình này. Và công trình sử dụng cái hệ mái ngói màu xanh rất là trẻ trung hiện đại và tổng thể rất là đẹp và đồng bộ. Một công trình được anh em bạn bè cũng như là hàng xóm đánh giá rất là cao, đặc biệt là cái thẩm mỹ và công năng sử dụng ở bên trong. Đó. Thì mình cũng hy vọng công trình thực tế đánh giá đúng đủ cái năng lực thiết kế của Kisato tạo ra những cái công trình tuyệt vời để mọi người có thể tham khảo. Và tiếp theo sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để khám phá công năng cũng như là không gian sống của gia đình chú Hoàn ở bên trong nhé. Và hiện tại mình đang có mặt ở trong phòng khách kết hợp với phòng thờ của công trình này. Thì trước hết sẽ giới thiệu mọi người một chút về diện tích để tư vấn thiết kế ở đây. Tổng là 37m². Đó, cái gian bên trái chính là khu vực chính của phòng khách, cũng có bố trí một cái bộ bàn ghế sofa gỗ sồi rất là đẹp và sang trọng đúng không ạ? Đối diện ở phía bên trong đây là cái hệ kệ tủ vách tivi cũng được làm bằng gỗ công nghiệp với những cái nẹp chỉ ở giữa đây, thêm sự sang trọng như là cách điệu thêm cho cái hệ kệ tủ vách tivi đây. Và cũng có thể lưu trữ thêm đồ rất là hợp với lại cái phong cách hiện đại tổng thể của công trình của gia đình. Và hệ thống lấy ánh sáng là theo cái hệ cửa sổ 4 cánh và kết hợp với lại cái phần rèm 2 lớp. Đó, chúng ta có thể lấy thêm ánh sáng. Và ô cửa chính là cái hệ cửa gỗ 4 cánh, bên trên thì có ô thoáng bằng kính nữa. Thì phòng khách của chúng ta thì cũng rất là sáng và đầy đủ ánh sáng, nếu mà ban ngày thì gần như cũng không cần phải bật điện quá nhiều. Ok, và bên cạnh đây chính là khuôn viên của phòng thờ gia tiên. Thì kết hợp giữa hai không gian là khoảng 37 rồi. Mình sẽ không giới thiệu lại diện tích ở bên này nữa. Đó là sẽ làm gọn sang cái trục hình khối bên này. Phía trước là cái hệ cửa sổ kết hợp với cái phần rèm này. Bên hông đây cũng thế. Phòng thờ chúng ta được làm rất là đầy đủ về nội thất. Ví dụ như giữ lại nguyên hiện trạng về cái phòng thờ cũ của gia đình. Kết hợp với đó là nhà chú làm thêm một cái hệ vách CNC cắt theo cái phong cách nội thất của phòng thờ nữa, rất là đẹp đúng không ạ? Và trung tâm đây thì cũng làm rất thêm một cái hệ lam sóng, xung quanh vẫn là chạy hệ thống đèn trần thạch cao đó. Và nhà chú đây thì cũng để ngăn cách một phần với lại không gian khu vực phòng khách và phòng thờ được trang trọng hơn và riêng biệt hơn, thì chú có sử dụng một cái hệ vách kết hợp với lại cái cửa võng theo cái phong cách của nhà thờ rất là mới. Và ở giữa là cái lối đi lại sử dụng là rèm hạt.
rất là đẹp đúng không ạ? Một cái mẫu phòng thờ kết hợp với phòng khách, mọi người có thể học tập và tham khảo công trình nhà chú, làm rất là bài bản và đầu tư cho không gian phòng thờ này, rất là đẹp đúng không ạ? Và vật liệu hoàn thiện cho công trình này là cũng đã sử dụng cái loại gạch khổ rất là lớn nhá, bên trên là hệ thống trần thạch cao vuông ván hiện đại. Và không gian phía sau này chính là khu vực bếp cộng ăn, thì diện tích rơi vào khoảng 17 m². Đó, thì cũng có một bộ bàn ăn rất là lớn đúng không ạ? Ngay sau hệ kệ tủ bách TV đây. Và ở trong này làm trần thạch cao thì làm phẳng, trung tâm thì sẽ có phần quạt trần. Và vì khu vực bên trái đây chúng ta còn cái phần đất để làm giọt danh nên có thể mở thêm cửa sổ nhá, rất là sáng và thoáng đúng không ạ? Thì gần như là, và thêm ở ngoài này chính là cái khu vực bếp chạy dài phía đằng sau đây, vị trí tủ lạnh. Và khu vực ở ngoài cùng phía sau nhà đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung của công trình với diện tích khoảng 4 m². Và phía sau đây sẽ là công trình phụ trợ cũng như là khu vực bếp ga, khu vực nấu nướng, gần như là bình thường chỉ có hai cô chú ở nhà là chính thôi, nên là rất là tiện sinh hoạt luôn ở khu vực phía sau. Ăn uống thì chúng ta có thể ăn uống ở trong này. Đó. Và bên dưới tầng 1 đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ của cô chú này, thì cũng giới thiệu mọi người về diện tích nhá. Thì công trình này thì cũng rất là gấp gáp đưa vào sử dụng cái đợt Tết vừa rồi, nên là gần như là các phòng thì gần như là để trống, hoặc là chú đang tận dụng cái đồ cũ. Tại vì là gia đình mà bán hàng nên là bán ngay sau Tết một cái là bán hàng nên là cũng chưa sắm được nhiều. Thì phòng này sẽ có diện tích khoảng 15 m², thì cũng thoải mái, chúng ta bố trí giường, tủ, kể cả bàn trang điểm, với bàn làm việc, thoải mái đúng không ạ? Cửa theo hướng phía sau và bên hông công trình. Và trong phòng thì được tối ưu đó là làm toàn bộ là trần thương, cửa thông phòng là gỗ rất là chắc chắn đúng không ạ? Có thêm cái phần ô thoáng ở bên trên nữa. Và cái ô cầu thang nằm ở ngay trung tâm, là lối đi lại lên bên trên khuôn viên các tầng, thì mọi người có thể thấy là lan can cầu thang gỗ kết hợp với kính rất là đẹp đúng không ạ? Và rất là nhiều khách hàng ưu tiên sử dụng cầu thang đây, thì cổ bậc mặt bậc được ốp lát rất là chuẩn chỉ rồi. Ok, xin mời mọi người chúng ta cùng lên bên trên ạ. Và hiện tại mình đã có mặt ở bên trên tầng 2 của công trình, thì ngay sau khi mình đi lại trong khu vực ô cầu thang này thì thấy là một cái không gian cầu thang rất là thoáng và sáng, bởi là chúng ta có một cái hệ cửa sổ ở cái mặt bên hông công trình, lấy được rất nhiều ánh sáng đúng không ạ? Và phía trước đây bên ngoài là khu vực sân chơi, có mở thêm hệ thống cửa sổ nữa đó, nên là chúng ta sẽ rất là thấy rất là sáng. Và chúng ta sẽ có một cái hành lang rộng khoảng thông thủy khoảng 1.2 m trước khi chúng ta đi vào những cái công năng từng phòng. Và phòng đầu tiên giới thiệu mọi người bên trên tầng 2 này chính là một phòng ngủ có diện tích 18 m², rất là rộng đúng không ạ? Hiện tại thì gần như là cũng chưa được sử dụng, tại vì các anh cũng đi làm suốt, còn có anh thì ở trên Hà Nội nên thành ra là gần như là chưa sử dụng. Sau này chúng ta chỉ cần thêm đồ đạc vào đây nữa, thêm giường, thêm tủ là sinh hoạt bình thường thôi, thiết bị cũng đã có sẵn hết rồi đó. Trần ở trên này cũng là tối ưu về làm trần thường. Và bên ngoài đây sẽ là một cái ban công rất là lớn ngay bên trên khu vực phòng thờ, thì gia đình cũng đang trồng thêm một số cái hạng mục về cây xanh, rất là thoải mái đúng không ạ? Người ta kê thêm bàn ghế ở ngoài này ngồi thì cũng rất là tuyệt vời. Và ở phía sau kia chúng ta sẽ còn hai phòng ngủ nữa, thì hiện tại bây giờ có một phòng đang để trống, thì xin mời mọi người cùng vào phòng ngủ ngay bên cạnh ở khu vực cầu thang đây. Thì phòng ngủ này có diện tích là rơi vào khoảng 11 m². Đây gần như là chỉ là đang để tạm là cái phòng làm việc của anh, của các anh đó. Thì sau này chúng ta cũng chỉ kê bàn ghế vào nữa là kê giường tủ là có thể sinh hoạt bình thường thôi. 11 m² là cũng là rất là cơ bản rồi. Hệ cửa sổ lấy ánh sáng ở bên hông công trình này, và khu vực ở phía sau đây. Và chúng ta phòng ngủ cuối cùng ở bên trên tầng 2 này. Đây thì cũng rất là ít khi dùng đúng không ạ? Có diện tích là 15 m². Đó, thì cũng đã bố trí một cái vị trí giường kết hợp với tủ. Ngoài ra thì cũng có thêm một cái hệ cửa sổ ở bên hông công trình, sáng và thoáng. Và phía sau đây chúng ta sẽ có công năng về khu vực nhà vệ sinh chung của công trình, cũng như là phơi giặt. Đây, toàn bộ khu vực phơi giặt sẽ là như thế này. Đó, máy giặt sẽ làm gọn khu vực kia. Và bên ngoài này chú bắn thêm một cái phần như kiểu chuồng cọp nữa để chúng ta có thể phơi, phóng rất là nhanh khô quần áo đúng không ạ? Và khu vực nhà vệ sinh chung thì nằm ở đối diện với diện tích khoảng 4 m². Rất là đầy đủ và công năng thiết bị rất là hiện đại.
Và mình hy vọng qua video này thì các bạn có thêm một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mà có cái hiện đại rất là khác biệt để mọi người có thể tham khảo, có thêm những ý tưởng cho công trình tương lai của mình. Hoặc các bạn cũng đang cần đơn vị tư vấn thiết kế những mẫu nhà đẹp như nhà Chu Hoàn tại đây thì có thể liên hệ với Kisato theo số hotline bên dưới để công ty mình sẽ kiến tạo cho mọi người những không gian sống đẳng cấp nhất, phù hợp với lại từng gia đình, thể hiện được phong cách, tính cách và sở thích của từng gia chủ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.